sản phẩm của công ty Reto là dùng rất là chất lượng, dùng rất là mượt. Trước mình cũng dùng máy Motocan 7, bây giờ chuyển sang dùng máy này cho nó mượt, nhìn thấy nó nhiều chức năng hay quá. Tương lai là mình phát lên TV để cho khách người ta ngồi người ta xem, người ta tin tưởng mình hơn. Theo em bây giờ các anh làm xe, bây giờ thời buổi 4.0 là anh em phải lên có các thiết bị máy móc để kiểm tra chuẩn đoán. Còn anh em mình làm thủ công cũng được nhưng mà nó mất thời gian lâu đấy, mà khách người ta không tin tưởng. Trước kia thì có một con xe vào mà bỡ ngỡ, không biết làm gì, loay hoay. Bây giờ có máy thì làm rất là đơn giản, thuận tiện. Anh em này, nếu mà ta có một cái bàn mà đặt máy mà kiểm tra như thế này thì đến khách hàng người ta rất là phải nể phục. Ta làm ăn mang cái tính chất quy mô chứ không có nịnh ai. Đã nói là máy là máy không nịnh ai rồi, cứ phải sửa được thì máy nó mới công nhận, đúng không ạ? Đấy, nên là tôi thì cũng rất phấn khởi. Mà tuổi thì cao rồi nhưng mà tôi thấy cái thông tin này tôi thấy rất là mến mộ đấy. Anh em sửa xe lên mua cái dòng máy như thế này về để phục vụ mình, cho làm cho nó dễ vừa nhanh, mà không bị mất thời gian, mà không bị sửa nhầm cho khách, mình bắt lỗi cho nó nhanh,